Tường mì quá. Hôm nay là đúng tròn một năm thì vào ngày đầu năm 2014 á, tôi phải nhập viện ở cây Fresno và họ giữ tôi ở đó là vì ngày lễ không có làm những công việc mà quan trọng tới sinh mạng của hội viên Kaiser. Nên cái ngày sáng thứ hai kế tiếp của đầu năm á, họ khám nghiệm ra họ biết tôi bị cái phúc ruột non nó co lại, cho nên nó nghẽn cái đường tiêu hóa đó, tức là không có đi tiêu được đó. Cứu chữa xong rồi thì là cho biết là phải thay đổi, không được dùng cái nọt cô nữa, tại vì cái thuốc giảm đau đó nó lại có cái side effect của thuốc đó, nó gây nên. Nhưng mà hôm nay tôi không bị cái chứng bệnh đó nữa, mà nó lại bị cái thứ khác, là nó bị cái hệ sống gân sẽ cử động ở cái chân bên phải, mà từ đầu gối xuống Samaka, tức là cái bắp chuối ở bên phải của cái bắp chuối đó, cái gân đó nó bị cảm thấy lạnh đó, cho nên nó cứng ngắc cái chân không cử động được. Mà sao là tôi có cái sáng kiến là đi lấy cái bình cao su mà đựng nước nóng đó ướp và tôi uống gabapentin, gabapentin 300 mg, rồi xoa bóp, rồi tôi dán phụ cái serum bath nữa. Thì trong vòng 15 phút và tất cả được giải quyết ổn thỏa, và tôi ngủ lại 3 tiếng đồng hồ cho tới 5 giờ sáng tôi thức dậy, thì cảm thấy thoải mái. Đo áp huyết thì tôi thấy là áp huyết rất là tốt, mà tôi rất là mừng là cái bởi vì cái áp huyết này nó gây những cái phiền toái cho tôi nhiều lắm, cho nên là tôi ghi lại là 123 56 65 đó. Như vậy là tôi cảm thấy rất là hài lòng những cái sáng kiến của mình, mà kinh nghiệm điều trị về arthritis đó, nó là những cái mà do những cái phong thấp, chứng bệnh phong thấp đó, nó tạo ra. Với cái thứ hai nữa là ảnh hưởng từ cái việc mà đau thần kinh tọa, thì tôi ghi lại đây với tư cách là chứng cứ để về sau này có tìm hiểu xem, thì là tiếp tục nhờ cái sự kiện hôm nay. Thì bây giờ là 6 giờ 8 phút sáng ngày thứ ba của ngày 30 tháng 12, tức ngày áp chót.